cách sử dụng con súp 1520s này nó sẽ là như thế nào thì như mọi người đã biết và như em đã quảng cáo thì con này sẽ là một con súp điện nai hơi vì thế là mình sẽ có hai cái phần sử dụng chính đó là phần sử dụng điện và phần sử dụng hơi thì sử dụng hơi có nghĩa là như thế nào thì có nghĩa là đường tín hiệu hoặc là đường công suất nó sẽ trực tiếp đi vào bát noa luôn không qua về cái phần mạch này nữa nên là khi mà mình sử dụng đường hơi thì tất cả mọi thứ là sẽ chỉnh trên con vang đúng không ạ chỉnh trên con vang hoặc lưng tiếng hoặc là đẩy Đấy, đấy là qua sử dụng qua đường hơi thì tất cả mọi người thì có thể chỉnh vang trên vang hoặc đẩy. Còn về uh, cơ bản và đặc uh, điểm của con này thì con này sẽ sử dụng đường điện là chủ yếu. Thì đường điện nó sẽ như thế nào? Trước tiên thì các bạn uh, có thể uh, các bác có thể cắm đường điện uh, 220V vào đây đúng không Và bật công tắc lên, đợi khoảng từ tầm 2 đến 3 giây để cho sơ ne nó sẽ lẩy. Thường những cái sản phẩm mà dự, uh, bật lên mà nó sẽ lên luôn là không có sự dơ le, đấy là là súp kém chất lượng và xúc không không tốt à, khi mà các bác à, bật à, công tắc lên thì nó phải đợi đến tầm 2 đến 3 giây là rơi ra lẩy đấy là cái điều đầu tiên và tiếp theo đó là phần à, tín hiệu vào nó sẽ gồm phần tín hiệu nào vào thì tất cả mọi người như em đã nói rồi là phần xúc hơi là tất cả mọi người cắm ở đây đúng không ạ còn đâu về phần chỉnh điện thì tất cả mọi người cắm ở đây và à, ở đây sẽ có hai cọc đó là cọc à, đỏ và cọc trắng thì mọi người cắm một trong hai riêng dòng xúc điện chỉ cần sử dụng một trong hai đường chứ không cần phải cắm hai đường nếu tất cả mọi người uh, cắm cả hai đường thì càng tốt đấy là cái điều càng tốt đối với một sản phẩm súp nhé còn uh, không thì cắm một đường thôi cũng được đấy bởi vì uh, hai đường này là hai đường uh, song song nhau gần như là chất lượng ra đều như nhau nên là tất cả mọi người cắm chỉ cần cắm một đường tín hiệu này vào thôi là được uh, còn về phần chỉnh của con này thì ở bên trên này sẽ có gần gạt này là phần đảo pha Đối với pha của con này thì để phần bên trên hoặc bên dưới đều được nhé Mọi người hỏi là thường cái này có tác dụng hay gì không Gần như nó không có tác dụng nhiều cho lắm Nên là tất cả mọi người để phần trên hoặc dưới đều được Đấy Còn về phần chỉnh Chỉnh volume của con này Thì mọi người thường hỏi em là cách chỉnh như nào cho nó hay Làm sao cho nó phù hợp Ví dụ như như em Ví dụ cho tất cả mọi người biết nhé Thì khi mà tín hiệu vào trong Nó rất là phụ thuộc rất là nhiều thứ như là vang này Nâng tiếng này Đúng không ạ vang lân tiếng thì xem tín hiệu to nhỏ là sẽ ở phần đấy và súp nữa khi mà tất cả mọi người cho tín hiệu vang to lên thì súp ở đây thì mình cũng cho nhỏ làm sao nó vừa đủ lên là không có một cái quy luật nào làm sao cho nó chỉnh thật hay đúng không ạ không có quy luật nào làm sao cho nó chỉnh thật hay à, chỉ có một quy luật đó là khi mà các bạn à, vặn thì thường là để tầm giữa kể cả tần tần số này đưa thường để tầm 10 giờ đến 11 giờ đấy tầm 10 đến 11 giờ cho ra âm thanh làm sao cho nó nghe cho đỡ tức ngực cái tần số này này cắt từ 50 đến 180 Hz này này Đấy, 150 Hz này này Đấy, 150 Hz này là cái tần số của nó thì tất cả mọi người để làm sao cho nó phù hợp làm sao nghe không cảm thấy ức và không cảm thấy khó chịu là được Đấy là toàn bộ về cách sử dụng của con này làm sao cho nó hợp lý Khi sử dụng trong súp à, tất cả mọi người lên tắt nguồn điện đi Đấy, tắt nguồn điện chỉ cần tắt cái công tắc này đi thôi là được à, toàn bộ cách sử dụng rất là đơn giản đối với một con súp điện đúng không ạ